Thưa quý vị, với những thông tin từ đầu chương trình cho tới bây giờ, chúng ta thấy rằng trong cả pháp luật rồi đến giáo dục, thậm chí đối với các khu vực hành chính công cũng đã áp dụng rất là nhiều công nghệ. Và chúng ta thấy rằng là công nghệ đã hỗ trợ đắc lực như thế nào cho con người trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay. Và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Chủ động để có thể đón đầu một xu thế bùng nổ của khoa học công nghệ 4.0, tập đoàn Fenica đã chính thức ra mắt, nhà máy điện tử thông minh Fenica, một trong những nhà máy thông minh có quy mô hiện đại và tiên tiến nhất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử tại Việt Nam. Nhà máy thông minh Fenica có định hướng nghiên cứu sản xuất kinh doanh vi mạch điện tử, robot thông minh, các thiết bị điện tử thông minh, các thiết bị chiếu sáng thông minh vì sức khỏe con người. Với vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, riêng về chiếu sáng và vi mạch, nhà máy có năng lực cung ứng trên 50 triệu sản phẩm chiếu sáng LED, có thể gia công với năng suất là 4,5 tỷ linh kiện điện tử mỗi năm. Fenica xác định sẽ phát triển sản xuất công nghiệp trên nền tảng công nghệ và chuyển đổi số toàn diện, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến là chiến lược trọng yếu để tập đoàn nâng cao giá trị, phát triển nhanh trên quy mô lớn một cách bền vững và vì lợi ích cộng đồng.